Xin chào các bạn, hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn upload license cho tổng đài NetXL2001. Đầu tiên, mình sẽ đăng nhập vào tổng đài. Login, sau khi login mình chọn Start Maintenance. Khi đưa vào Maintenance, mình sẽ chọn phần License Upload. Sau đó qua mục Browse và chọn File License từ thư mục. Chọn File License.list từ thư mục mình đã lưu. Và sau cùng mình thực hiện nút Upload. Vậy là cảm ơn các bạn.